chiến thắng đến bên bờ vinh quang, đường đến vinh quang, đến vinh quang, đến vinh quang, cho ta luôn hy vọng mở ra bao kiên vững và lòng khát khao bao yêu thương dâng trao, cùng nhau chiến thắng đến bên bờ vinh quang. Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Vé số Tiền Giang vì mục tiêu ít nước lợi nhà. Hương Giang kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đường đến Vinh Quang, cuộc thi tuần thứ 3 của tháng thứ 8 năm học 2011-2012. Chương trình Đường đến Vinh Quang do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và Viễn thông Tiền Giang thực hiện. Cùng với sự tài trợ của các đơn vị Viễn thông Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang, Cửa hàng vi tính 49 thành phố Mỹ Tho, Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dũng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình Đường đến Vinh Quang. Kính thưa quý vị và các bạn, đến tham dự chương trình Đường đến Vinh Quang hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Quanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Viễn thông Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Và ban giám hiệu các trường có học sinh dự thi trong cuộc thi ngày hôm nay, Hương Giang xin được trân trọng giới thiệu thầy Đoàn Lê Trung Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Thông, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Mẫn, Bí thư Đoàn trường Trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu cô Phạm Ngọc Thúy Hằng, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Cùng với quý thầy cô và các bạn học sinh của các trường trung học phổ thông trong ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre đã về đây để tham dự và cổ vũ cho các bạn thí sinh, một tràng pháo tay nồng nhiệt cùng chào đón. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Đường đến Vinh Quang là một sân chơi rất là bổ ích dành cho tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông có dịp để trao đổi, tìm hiểu những kiến thức cơ bản và làm hành trang cho việc học tập cũng như nâng cao kiến thức của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với bốn bạn thí sinh. Và xin mời MC Đăng Hiếu. Đăng Hiếu kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay ạ. Và bây giờ Đăng Hiếu xin được giới thiệu bốn bạn thí sinh sẽ tranh tài trong phần thi ngày hôm nay. Ở vị trí thứ nhất đó là bạn Nguyễn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí thứ hai đó là bạn Dương Trọng Tính đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí thứ ba đó là bạn Đoàn Quyến Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, tỉnh Long An. Và vị trí thứ tư đó là bạn Lưu Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre. Đầu tiên thì Đăng Hiếu sẽ được giao lưu với bạn Quốc Dương. Quốc Dương thân mến, bạn hãy tự giới thiệu về mình ạ. Kính chào quý đại biểu, quý thầy cô và tất cả các bạn. Em tên là Nguyễn Quốc Dương, học sinh lớp 12-1 trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông. Hôm nay đến với chương trình thì đây là một cơ hội đối với em để được kiểm tra kiến thức của mình và học hỏi thêm các thứ mới. Em rất mong được sự cổ vũ của tất cả các bạn cho em và cũng như các bạn cùng chơi. Các bạn cổ động viên của Quốc Dương rồi ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn. Tiếp theo thì Đăng Hiếu xin được giao lưu với bạn Trọng Tính. Trọng Tính thân mến, bạn hãy tự giới thiệu về mình ạ. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các khán giả đang xem chương trình cùng các bạn đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay.
Em tên là Dương Trọng Tính, là học sinh của lớp 11-1 trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay khi đến với cuộc thi này thì em mong may mắn sẽ đến với em cùng ba bạn cùng chơi, và các bạn sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho bốn người chơi chúng em. Vâng, Trọng Tính có chia sẻ là bạn rất thích câu danh ngôn vì trái đất tròn nên những nơi có vẻ là chốn kết thúc có khi là chính là nơi khởi đầu. Bạn giải thích sao ạ? Dạ thưa anh, em nghĩ là câu danh ngôn này sẽ góp phần bồi dưỡng cho em thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong một cuộc chơi thì cũng có thể là ta sẽ thành công và cũng có thể là ta sẽ thất bại. Và nếu như ta thất bại thì lúc đó em nghĩ là sẽ mở ra một con đường mới đối với chúng ta. Và con đường đi đến vinh quang không phải là con đường đi đến thành tích cao nhất, mà là con đường đi đến việc chiến thắng bản thân mình. Vâng, xin được cảm ơn Trọng Tính. Tiếp theo thì Đăng Hiếu sẽ được giao lưu với bạn Đoàn Nguyễn Thoại. Xin chào quý vị cùng toàn thể các bạn. Mình tên là Đoàn Nguyễn Thoại, học sinh lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa. Mình rất vui khi tham gia chương trình Đường Đến Vinh Quang ngày hôm nay, mong sẽ nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn. Vâng, kính thưa quý vị, thì chàng trai này rất là thú vị. Anh đăng ký là Thoại đăng ký là có năng khiếu, nhưng mà năng khiếu đang tìm ẩn, nhưng càng tìm thì càng ẩn. Như vậy thì bây giờ năng khiếu của bạn đang tìm được là gì, dẫn là gì ạ? Do càng tìm càng ẩn cho nên đến bây giờ em vẫn chưa phát hiện bản thân mình có năng khiếu đặc biệt gì. Như vậy thì dưới cái quan niệm sống tái ông thất mã, ân tri quả phúc, bạn suy nghĩ sao ạ? Nói một cách dễ hiểu hơn hay là mất ngựa không phải là điều may, chưa chắc là điều may đối với ông già cửa ải. Trong cuộc sống của chúng ta thì trong cái rủi lại có cái may, trong cái được lại có cái mất. Chẳng hạn như tham gia chương trình ngày hôm nay, dù em không có giành được thành công cao nhất thì ít ra em cũng đã được một lần lên TV. Vâng, xin được cảm ơn Nguyễn Thoại. Tiếp theo thì chúng ta cùng giao lưu với chàng trai Lưu Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre. Vâng, Phúc hãy tự giới thiệu về mình ạ. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, em tên Lưu Hồng Phúc, học lớp 11B1 trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Bình Đại, Bến Tre. Em đến đây rất vui và em mong các bạn sẽ cổ vũ cho em cùng với ba bạn cùng chơi với em. Các bạn cổ động viên đâu ạ? Các bạn hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho bốn bạn thí sinh ạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thi đầu tiên cùng với bốn bạn thí sinh, phần thi mang tên Xuất Phát. Dòng thi thứ nhất Xuất Phát, thí sinh bấm phím để chọn bộ câu hỏi. Trong 60 giây, mỗi thí sinh trả lời 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực. Trả lời đúng được cộng 10 điểm mỗi câu, trả lời sai không bị trừ điểm. Bỏ qua, người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi tiếp theo. Phần thi của các thí sinh sẽ dừng lại khi hết thời gian quy định hay người dẫn chương trình đã đọc qua hết các câu hỏi và đã nhận câu trả lời cuối cùng mà vẫn còn thời gian. Số điểm tối đa mà thí sinh nhận được trong vòng thi này là 100 điểm. Ở vòng thi đầu tiên, vòng thi Xuất Phát, mỗi bạn thí sinh chỉ có 60 giây nên các bạn cố gắng tận dụng tối đa thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi dành cho mình và cố gắng trả lời chính xác để mang về số điểm cao các bạn nhé. Và đầu tiên, chúng ta cùng đến với phần dự thi của bạn Quốc Dương, mời bạn chọn bộ đề. Bạn chọn cho mình bộ đề số 7. 60 giây bắt đầu. Quá trình làm nóng miếng kim loại bằng cách cọ xát miếng kim loại gọi là sự thực hiện công hay sự truyền nhiệt? Thực hiện công. Đúng. Iốt còn có trong tuyến giáp của người, nếu thiếu iốt người ta sẽ bị bệnh gì? Đúng. Cuộc meeting tổ chức công khai đầu tiên ở nước ta kỷ niệm ngày 1 tháng 5 vào năm nào? 1941. Sai. 1938. Một chương trình Common Life nghĩa là gì? Nghĩa là truyền trực tiếp. Thanh Hiên thi tập do ai sáng tác? Nguyễn Trãi. Sai. Nguyễn Du. Đỉnh núi Phan Xipang cao nhất Đông Dương hay Đông Nam Á? Đông Nam Á. Sai. Đông Dương. Tìm trục đối xứng của tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng qua A và đi qua trung điểm của BC. Sai. Đó là trục trung trực của cạnh đáy BC. Vòng chung kết Olympic London năm 2012 có bao nhiêu đội bóng đá nam? 16. Đúng. Trong hạt khô, hormone GA thấp hay cao? Cao. Sai. Thấp. Tác giả bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đúng. Đúng.
Bạn Quốc Dương đã trả lời xong tất cả các câu hỏi dành cho mình ở vòng thi đầu tiên. Bạn mang về số điểm 40 điểm. Xin chúc mừng. Và sau đây, mời bạn Trọng Tính chọn bộ đề. Bạn chọn cho mình bộ đề số 2. 60 giây bắt đầu. Để tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì phải nâng cao hay hạ thấp trọng tâm của vật? Đúng. Các axit bromhydric, axit fluoric và axit chlorhydric, axit nào mạnh fluoric. Nhất? Sai, axit axit bromhydric. Kết thúc kháng chiến chống Pháp năm 1954, quân ta về tiếp quản Hà Nội vào ngày tháng nào? Đó là ngày 10 tháng 10. Trong lĩnh vực báo đài thì reporter tiếng Việt là gì? Tường thuật viên. Là gì? Tường thuật viên. Sai, đó là phóng viên. Di tích thành Cổ Loa nay thuộc tỉnh thành nào? Hà Nội. Đúng. Đỉnh Mont Blanc cao nhất nước Pháp nằm trên dãy núi nào? Andes. Sai, Alpes. Hai tam giác cân có cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau thì chúng bằng nhau, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Olympic Marseille là câu lạc bộ bóng đá quốc gia nào? Tây Ban Nha. Sai, Pháp. Ở thực vật hormone ethylene thuộc nhóm hormone gì? Hormone sinh sản, sinh trưởng. Sai, ức chế. Câu hát áo anh rách vai. Lê Âu Gia Hoàng. Đã hết thời gian dành cho bạn Trọng Tính rồi, bạn mang về cho mình số điểm 30 điểm. Xin chúc mừng. Và tiếp theo mời bạn Nguyên Thoại chọn bộ đề. Bạn chọn cho mình bộ đề số 8. 60 giây bắt đầu. Trong quy ước của nguyên lý một nhiệt động lực học thì phần nhiệt lượng mà vật nhận được có giá trị âm hay dương? Đúng. Trong hóa học bát tử nghĩa là gì? 8 electron. Đúng. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê do ai lãnh đạo? Đó là Lê Hoàng. Illustration là phần gì cho một bài viết? Mở đầu. Sai, đó là minh họa. Ai gọi Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới? Hoài Thanh. Đúng. Đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và quốc gia nào dài nhất? Thái Lan. Sai, đó là Lào. Tam giác đều có ba trục đối xứng và một tâm đối xứng, đúng hay sai? Đúng. Sai, đó là sai. Tên cầu thủ nữ đoạt danh hiệu bóng quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 đó là Đặng Thị Kiều Trinh. Trong hạt nảy hoa mầm thì hormone AAB tăng hay giảm? Sai, tăng. Đó là giảm. Bài hát Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm do nhạc sĩ Vũ Thanh hay Vũ Hoàng sáng tác? Vũ Hoàng. Sai, Vũ Thanh. Bạn Nguyên Thoại của chúng ta cũng đã kết thúc phần thi đầu tiên với số điểm 30 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lựa chọn bộ đề của bạn Hồng Phúc. Bạn cho mình bộ đề số 1. 60 giây, bắt đầu. Khi một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng, thì hai lực này phải cùng hướng hay ngược hướng? Ngược hướng. Đúng. NaBrO có tên là gì? Đó là natri hypochromic. Kinh đô đầu tiên của quốc gia Chăm Ba ở Trà Kiệu hay Trà Bàn? Đúng. Báo giấy đưa thông tin là Visioli, nghĩa là gì? Đó là bằng kênh nhìn. Văn học viết Việt Nam gồm ba loại hình: tự sự, trữ tình và gì? Biểu cảm. Sai, và kịch. Em Rút là đỉnh núi cao nhất châu lục nào? Châu Phi. Sai, đó là châu Âu. Hai tam giác cân có một cặp cạnh bên bằng nhau thì chúng bằng nhau, đúng hay sai? Đúng. Sai, đó là sai. Tên câu lạc bộ bóng đá vô địch Tây Ban Nha La Liga năm 2011-2012 đó là Real Madrid. Cây hướng dương ra hoa có phụ thuộc vào quang chu kỳ không? Có. Sai, không. Ca khúc Cây đàn guitar của đại đội 3 do nhạc sĩ Xuân Hồng hay Huy Thục sáng tác? Đúng. Bạn Hồng Phúc cũng đã kết thúc phần thi của mình tại đây và bạn mang về số điểm đầu tiên 30 điểm. Xin chúc mừng. Xin được mời ý kiến của hội đồng cố vấn. Hội đồng cố vấn xin có ý kiến về cái câu trả lời của em Nguyễn Quốc Dương. Câu hỏi là tìm trục đối xứng của tam giác ABC cân tại A. Đáp án là
trục đối xứng là trung trực của cạnh đáy BC. Thì em trả lời là đường thẳng đi qua đỉnh A và trung điểm của cạnh BC. Thì cái đó cũng đáp án nó được chấp nhận luôn. Dạ. Tôi xin được cảm ơn ý kiến của hội đồng cố vấn. Vậy thì xin được chúc mừng cho bạn Quốc Dương đã có đáp án đúng ở câu hỏi này. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm của 4 bạn thí sinh đã đạt được ở vòng thi đầu tiên. Bạn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, 50 điểm. Bạn Trọng Tính đến từ trường Trung học Phổ thông Phụ Thủ Khoa Huân, 30 điểm. Bạn Nguyên Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, Long An, 30 điểm. Và Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre, 30 điểm. Và ngay sau đây hãy cùng tiếp với 4 bạn thí sinh và cùng đến với vòng thi thứ 2, vòng thi mang tên Ra Khơi. Vòng thi thứ 2, Ra Khơi. Phần thi này có 4 câu hỏi qua 4 đoạn video clip có nội dung thuộc mọi lĩnh vực. Các thí sinh sẽ cùng đánh câu trả lời trên máy tính với thời gian 15 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 25 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 15 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Ở vòng thi thứ 2, vòng thi Ra Khơi, 4 bạn thí sinh hãy trả lời những câu hỏi từ video clip đưa ra và cố gắng quan sát thật kỹ các video clip các bạn nhé. Và đầu tiên hãy cùng theo dõi video clip sau đây. Là câu hỏi dành cho các bạn. Những hình ảnh trong đoạn phim vừa xem muốn nói đến tỉnh nào? A. Nam Định, B. Hà Nam, C. Thanh Hóa và D. Hưng Yên. Thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Bạn Quốc Dương, Trọng Tính, Nguyên Thoại đều chọn đáp án A, đó là Nam Định. Riêng bạn Hồng Phúc với đáp án C là Thanh Hóa. Các bạn thí sinh thân mến, với những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta vừa thấy, đó là cầu Đoan Vĩ bắc qua sông Đáy, đền Trúc, chùa Bà Đanh, ga Phủ Lý, nghệ thuật hát chèo, đặc biệt là những hình ảnh về nhà tưởng niệm cố nhà văn Nam Cao tại huyện Lý Nhân đã giúp cho chúng ta dễ dàng nhận ra đó chính là tỉnh Hà Nam. Đáp án B, Hà Nam mới là chính xác. Các bạn thí sinh chưa có đáp án đúng. Và ngay sau đây hãy cùng theo dõi video clip thứ hai. Thank you.
Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Và sau đây hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn. Bạn Quốc Dương, đáp án của bạn là hình, hình F, hai chữ F lận. Bạn Trọng Tính, đáp án của bạn là hình E. Cùng với đáp án của bạn đó là bạn Nguyên Thoại cũng chọn hình E. Và bạn Hồng Phúc với đáp án là hình F. Các bạn thân mến, với video clip vừa rồi thì chúng ta thấy là mỗi hàng và mỗi cột đều có chứa ba hình. Đó là hình tam giác, thứ hai là hình tam giác có đường thẳng đứng, và thứ ba đó là một tam giác có một đường tròn nằm ở trong. Vậy thì chúng ta thấy hình phải lựa chọn đó chính là hình F. Và hình F này thì chúng tôi xin được chúc mừng cho bạn Hồng Phúc đã có đáp án đúng. Vâng, còn riêng với bạn Quốc Dương thì rất tiếc đáp án của bạn đưa ra chưa chính xác nên không được công nhận. Và bây giờ hãy cùng cổ vũ bốn thí sinh đến với video clip tiếp theo. Người công nhân thành phố Sài Gòn mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến đấu. Ôi tên anh truyền khắp toàn cầu, vọng về Venezuela cuồn cuộn sôi trong muôn con tim người du kích châu Mỹ Latin. Và bây giờ là câu hỏi dành cho các bạn. Bài hát trong đoạn phim vừa xem ca ngợi anh hùng liệt sĩ nào? Thời gian bắt đầu. Và bây giờ là đáp án của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều chọn cùng đáp án, đó là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Các bạn thí sinh thân mến, nếu như chúng ta nghe thật kỹ video clip vừa rồi thì chúng ta sẽ biết được đó là anh hùng liệt sĩ nào. Đó chính là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, và với đáp án Nguyễn Văn Trỗi của bạn Trọng Tính thì chúng tôi không ghi nhận đáp án này bởi vì đáp án của bạn chưa có chính xác về chính tả. Rất tiếc. Vâng, và xin được chúc mừng ba bạn Quốc Dương, Nguyên Thoại và Hồng Phúc đã có đáp án đúng và ghi được điểm cho mình. Và bây giờ hãy cùng đến với video clip cuối cùng. July 24th, dawn in the Pacific. Apollo blazes across the heavens, coming back to Earth at 25,000 miles an hour. President Richard Nixon, who had talked with the astronauts by telephone while they were on the moon, was waiting aboard the recovery carrier to welcome the returning voyagers. To protect against any possible lunar contamination, the astronauts put on airtight special garments before coming aboard the rescue ship.
they transferred directly from the helicopter to a mobile quarantine van. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Và bây giờ hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh. Bạn Quốc Dương với đáp án là Early. Bạn Trọng Tính, đáp án của bạn là August. Bạn Nguyên Thoại thì chưa có đáp án. Và bạn Hồng Phúc với đáp án là 12. Các bạn thân mến, với nội dung câu hỏi là phi hành đoàn Apollo 11 trở về trái đất khi nào? Đáp án chính xác đó phải là vào ngày 24 tháng 7 năm 1969, July 24. Đáp án đó mới là chính xác. Rất tiếc các bạn chưa có đáp án nào đúng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là 4 thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua vòng thi thứ 2, vòng thi ra khơi. Và hãy cùng nhìn lại số điểm mà 4 bạn đã đạt được. Bạn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, 75 điểm. Trọng Tính đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, tỉnh Tiền Giang, 30 điểm. Bạn Nguyên Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, tỉnh Long An, 50 điểm. Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre, 90 điểm. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ MC Đăng Hiếu cùng với những câu hỏi dành cho các bạn cổ động viên. Kính thưa quý vị, và bây giờ là thời gian giao lưu với các bạn cổ động viên. Các bạn sẽ có 4 câu hỏi theo dạng hình thức trắc nghiệm và 4 bạn may mắn trả lời đúng sẽ nhận được 4 phần quà do VBT Tiền Giang tài trợ. Và Đăng Hiếu xin được đọc nội dung câu hỏi thứ nhất, câu nội dung như sau. Hiện nay tháp truyền hình cao nhất thế giới là tháp nào sau đây? Đáp án A, tháp Quảng Châu, Trung Quốc. Đáp án B, tháp CN Canada. Đáp án C, tháp Tokyo Skytree, Nhật Bản. Vâng, mời bạn ạ. Dạ, em xin trả lời là đáp án C. Đáp án C. Và đến chương trình ngày hôm nay thì bạn cổ động cho thí sinh ạ. Dạ, em tên Vũ Anh, em đến từ trung học phổ thông Gò Công Đông. Em đến đây để cổ vũ cho bạn Nguyễn Quốc Dương. Dương ơi, cố lên! Vâng, và các bạn cổ động viên nghĩ rằng đáp án vừa rồi có chính xác không ạ? Vì một tràng pháo tay chúc mừng cho bạn, chúng ta đã một đáp án hoàn toàn chính xác. Tháp truyền hình Tokyo Skytree cao 634 m, trước đây gọi là tháp Tokyo mới. Dưới đế hình tam giác, Skytree dựng lên không trung giống như một ống thép khổng lồ. Chức năng chính của tháp dùng để phát thanh truyền hình, nhà hàng và đài quan sát. Tuy nhiên, Nhật Bản hy vọng Skytree sẽ trở thành một điểm thu hút khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế. Vâng, mời bạn nhận một phần quà từ chương trình ạ. Sau đây Đăng Hiếu sẽ được đọc nội dung câu hỏi thứ hai. Muốn biết kết quả sổ số các tỉnh hàng ngày, bạn làm theo cách nào sau đây? Đáp án A, soạn tin nhắn DOSO gửi 8388. Đáp án B, gọi số 073-801-102. Đáp án C, cả hai câu A và B đều đúng. Vâng, mời em trai. Em xin trả lời đó là câu C, cả A và B ạ. Đáp án C. Vâng ạ. Bạn tự tin với câu trả lời của mình không? Em tự tin ạ. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho bạn. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Ngoài hai cách trên, bạn cũng có thể gọi vào tổng đài 1080 của VBT Tiền Giang để biết được kết quả sổ số các tỉnh trên toàn quốc. Và bạn hãy tự giới thiệu về mình và cổ động với thí sinh nào ạ. Dạ, em tên là Trần Ngọc Trung, là học sinh lớp 12A1 của trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa. Hôm nay em đến để cổ vũ cho bạn Nguyễn Thoại. Thoại ơi, never give up! Mời bạn nhận một phần quà từ chương trình ạ. Chúng ta cùng đến với nội dung câu hỏi thứ ba. Câu hỏi có nội dung như sau. Ngày dân số thế giới là ngày nào sau đây? Đáp án A, 11 tháng 6. Đáp án B, 11 tháng 7. Và đáp án C, 11 tháng 8. Những cái tay các bạn đâu ạ? Vâng, xin mời bạn. Em xin chọn đáp án B là ngày 11 tháng 7 ạ. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm dưới đáp án? Dạ, em tự tin 100% ạ. Vậy thì xin được chúc mừng bạn, đáp án hoàn toàn chính xác. Bạn tự giới thiệu về mình và đến cổ vũ thí sinh ạ. Dạ, em tên là Thắng, em đến từ trường Gò Công Đông. Em đến đây cổ vũ cho bạn Dương. Dương ơi, cố lên! Mời bạn nhận một phần quà từ chương trình. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau.
để gửi tặng những ca khúc hay những thông điệp yêu thương đến thầy cô, bạn bè và người thân, bạn làm theo cách nào sau đây? Đáp án A gọi số 073-801-999. Đáp án B nhắn tin QTAN tên bài hát, số điện thoại gửi 8788. Đáp án C cả hai câu A và B đều đúng ạ. Vâng, xin mời bạn nữ ạ. Dạ em xin trả lời là câu C. Đáp án C. Bạn còn chọn đáp án nào nữa không? Dạ không. Các bạn nghĩ sao ạ? Một tràng pháo tay dành cho bạn ạ, đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, bây giờ mời bạn hãy tự giới thiệu về mình và cổ động cho thí sinh nào bạn yêu thích nhất ạ. Dạ em tên là Lệ Xuân, em đến đây cổ vũ cho bạn Tính. Tính ơi, cố lên. Vâng, mời bạn nhận một phần quà từ chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thi thứ 3 với 4 thí sinh, phần thi mang tên Dược Sống. Dòng thi thứ 3, Dược Sống. Dòng thi này gồm 8 câu hỏi về các lĩnh vực xã hội, tự nhiên, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nằm trong các ô từ 1 đến 8. Thí sinh trả lời đúng sẽ mở được các từ khóa để giải ô chữ. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Các thí sinh sẽ cùng đánh câu trả lời trên máy tính với thời gian 15 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 25 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 15 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Qua một lượt lựa chọn, thí sinh được quyền bấm chuông để trả lời đáp án. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm và không được tham gia trong các câu hỏi tiếp theo. Trong 8 câu hỏi sẽ có một câu may mắn nằm ngẫu nhiên. Thí sinh chọn trúng câu may mắn này, trả lời đúng sẽ được thưởng thêm 20 điểm, nếu trả lời sai không bị trừ điểm. Hết 8 câu hỏi, các thí sinh không đưa ra được câu trả lời, người dẫn chương trình sẽ lật mở từng câu chữ hoặc sẽ đọc câu gợi ý. Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 40 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Các bạn thân mến, đáp án cuối cùng của vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Đây là từ khóa gồm một cụm từ có 9 chữ cái được hiển thị trên màn hình, gồm 9 ký tự trong 9 ô chữ được sắp xếp theo thứ tự hàng xéo. Chúc cho 4 bạn thí sinh trả lời chính xác các câu hỏi để đến với đáp án cuối cùng của vòng thi này. Đầu tiên xin được mời bạn Quốc Dương chọn câu hỏi. Chọn câu số 3. Bạn chọn câu hỏi số 3. Câu thơ sau đây trong bài Thu Điếu còn thiếu từ ngữ nào? Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió ... vèo. Thời gian bắt đầu. Bây giờ là đáp án của các bạn. Quốc Dương và Nguyên Thoại cho đáp án là từ khẽ. Riêng Trọng Tính và Hồng Phúc với đáp án là khẽ đưa. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Vâng, và đáp án chính xác đó phải là khẽ đưa, khẽ giống ngã. Cho nên đáp án đúng đó chính là đáp án của bạn Trọng Tính. Với đáp án đúng này, chúng ta lật mở ký tự đầu tiên, đó là chữ N, một chữ N. Tiếp theo mời bạn Trọng Tính chọn câu hỏi. Em chọn câu hỏi số 1. Bạn chọn câu số 1. Nội dung câu hỏi như sau. Ai là tác giả hai câu thơ sau? Tuổi già hạt lệ như sương, hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan. Thời gian bắt đầu. Sau đây hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn. Quốc Dương với đáp án là Nguyễn Du.
Trọng Tính và Hồng Phúc với đáp án là Nguyễn Bính, bạn Nguyên Thoại với đáp án Tảng Đà. Tuổi già hạt lệ như sương, hơi đâu ép lấy hay hàng chứa chan. Đây là hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Các bạn chưa ghi được điểm bởi vì các bạn trả lời chưa đúng. Sau đây mời bạn Nguyên Thoại chọn câu hỏi. Em chọn câu số 6. Bạn chọn câu hỏi số 6. Điền vào chỗ trống ca từ trong đoạn lời bài hát sau. Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội chấm chấm chấm, ôi sao xuyến trong lòng ta. Thời gian bắt đầu. Hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn. Quốc Dương với đáp án sao xuyến, Trọng Tính mùa thu, Nguyên Thoại ơi và Hồng Phúc với từ là thương mến. Một câu hát hoàn chỉnh như sau: em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Chúc mừng cho bạn Trọng Tính đã có đáp án đúng và ghi địa điểm cho mình. Và chúng ta tiếp tục lật mở ký tự nữa, đó là chữ H, một chữ H. Sau đây mời bạn Hồng Phúc chọn câu hỏi. Thôi chị, em chọn câu số 8. Bạn chọn câu hỏi số 8. Bạn chọn ngay câu hỏi may mắn. Chúc bạn trả lời chính xác câu hỏi này. Nội dung câu hỏi như sau: trống đồng, ngọc lũ, di vật khảo cổ có giá trị và nguyên vẹn của nền văn hóa Đông Sơn, địa danh Ngọc Lũ thuộc tỉnh nào ở nước ta? Thời gian bắt đầu. Hết thời gian. Và sau đây là đáp án của các bạn. Quốc Dương với đáp án là Bắc Ninh, Trọng Tính Ninh Bình, Nguyên Thoại Kon Tum và Hồng Phúc với đáp án Thanh Hóa. Đáp án của chúng tôi đó phải là Hà Nam. Rất tiếc các bạn chưa trả lời đúng. Hãy cố gắng ở lượt lựa chọn thứ hai. Sau đây mời bạn Quốc Dương chọn câu hỏi. Dạ, em chị chọn câu số 2. Bạn chọn câu hỏi số 2. Tác phẩm của Nguyễn Khuyến hiện còn: A. trên 600 bài, B. trên 700 bài và C. trên 800 bài. Thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Quốc Dương với đáp án C trên 800 bài, Trọng Tính với đáp án A trên 600 bài, Nguyên Thoại và Hồng Phúc đáp án B trên 700 bài. Đáp án của chúng tôi đó phải là C 800 bài. Chúc mừng Quốc Dương có đáp án đúng và ghi địa điểm cho mình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục lật mở ký tự nữa, đó là chữ O, một chữ O. Đến giờ phút này thì Hương Giang đã nghe được tiếng chuông từ phía bạn Trọng Tính. À, Trọng Tính thân mến, bạn nhấn chuông, bạn có tự tin với đáp án mình đưa ra hay không? Dạ chị, không. Bạn không tự tin. Nhưng yếu tố nào đã giúp bạn nhấn chuông để đến với đáp án cuối cùng? Dạ chị, khi đến với cuộc chơi này thì em nghĩ là dù kết quả như thế nào đi nữa thì chắc các bạn ở dưới cũng không giận em. Em nghĩ thầy cô cũng vậy. Nên em hy vọng là cho dù em có như thế nào đi nữa thì thầy cô đừng buồn lòng vì em.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Các bạn cổ động viên sẽ cổ vũ cho bạn rất là nhiệt tình, phải không ạ? Diễn chào khói tay đâu rồi ạ? Vâng, và Hương Giang chúc cho bạn trả lời chính xác. Sau đây mời bạn. Dạ, đáp án của em là Dương Khuê. Đáp án của bạn là Dương Khuê. Dương Khuê. Đáp án này hoàn toàn chính xác. Vâng, xin được chúc mừng cho bạn Trọng Tính với đáp án Dương Khuê. Đáp án này hoàn toàn chính xác, đã giúp cho bạn tăng lên số điểm rất cao. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Khuyến sinh năm 1835, mất năm 1909, người xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nhà nghèo nhưng rất hiếu thảo, học giỏi và có chí lớn, đỗ đầu ba kỳ thi hương, thi hội và thi đình, được người đời ái mộ gọi là Tam Nguyên Yên Đỗ. Thơ Nguyễn Khuyến bình dị mà điêu luyện, mộc mạc mà thâm trầm, hóm hỉnh. Một hồn thơ thanh cao, chứa chan nghĩa tình đối với quê hương, gia đình, bằng hữu. Những bài thơ thu, những bài thơ viết về vợ con, tình bạn là hay nhất và cảm động nhất. Dương Khuê là bạn đồng khoa rồi trở thành bạn tri kỷ của Nguyễn Khuyến. Năm 1902 thì Dương Khuê qua đời. Nguyễn Khuyến viết bài thơ chữ Hán với nhan đề Vãn Đồng Niên Vân Đình Tiến Sĩ Dương Thượng Thư. Và sau đó Nguyễn Khuyến tự dịch ra chữ Nôm thành bài Khóc Dương Khuê rất là nổi tiếng. Khóc Dương Khuê là bài thơ hay nhất và cảm động nhất, nói về một tình bạn đẹp, thấm thiết và thủy chung của hai nhà nho, hai nhà thơ hơn 100 năm về trước. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây mang mát ngậm ngùi lòng ta. Một lần nữa thì xin được chúc mừng cho bạn Trọng Tính đã có đáp án đúng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì bốn bạn thí sinh cũng đã khép lại vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Hãy cùng xem số điểm mà bốn bạn đã mang về cho mình qua 3 vòng thi. Bây giờ số điểm cao nhất đó là 140 điểm thuộc về bạn Trọng Tính đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Công Huân, tỉnh Tiền Giang. Tiếp theo, bạn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, 105 điểm. Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre, 90 điểm. Và bạn Nguyên Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, tỉnh Long An, 50 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, Hương Giang nghĩ rằng để tìm ra người chiến thắng thì rất khó, bởi vì chúng ta còn vòng thi cuối cùng nữa và không biết rằng là các bạn sẽ thay đổi số điểm của mình như thế nào qua từng câu trả lời. Và ngay sau đây, hãy cùng cổ vũ bốn bạn thí sinh bước tiếp đến vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Vòng thi thứ tư, Vinh Quang. Vòng thi này sẽ có 4 gói câu hỏi tương ứng với 4 mức điểm 10, 20, 30, 40. Trong mỗi gói câu hỏi có 3 câu thuộc các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, được sắp xếp ngẫu nhiên. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Các thí sinh sẽ cùng đánh câu trả lời trên máy tính với thời gian 15 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi, trả lời sai bị trừ nửa số điểm của gói câu hỏi. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần trong lượt lựa chọn câu hỏi của mình, trước khi người dẫn chương trình đọc nội dung câu hỏi. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, nếu trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi. Trong trường hợp qua hết vòng thi thứ tư, có nhiều thí sinh đồng điểm sẽ tổ chức thi phụ để xác định thứ hạng. Ở vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang, các bạn thí sinh hãy cố gắng trả lời tối đa các câu hỏi một cách rất chính xác để chúng ta có số điểm cao và giành chiến thắng. Chúc cho các bạn thành công. Và đầu tiên, Hương Giang xin được mời bạn Quốc Dương chọn câu hỏi. Dạ chị, em chọn gói 10 điểm câu thứ nhất. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm câu số 1. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực tự nhiên. Khi hai tụ điện được ghép song song thì điện dung của bộ tụ có giá trị như thế nào so với điện dung của từng tụ? Thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án của các bạn.
với đáp án là tăng, trọng tính là bằng, nguyên thoại là lớn hơn và hồng phúc lớn hơn. Đáp án của chúng tôi đó phải là lớn hơn. Chúc mừng hai bạn, nguyên thoại và hồng phúc có đáp án đúng. Sau đây mời bạn trọng tính chọn câu hỏi. Dạ thưa chị, em chọn gói câu hỏi 20 điểm câu hỏi số 2. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm câu số 2. Vâng, và bạn có chọn ngôi sao hy vọng không ạ? À, câu hỏi này thuộc lĩnh vực xã hội. Tại hội thề Lũng Nhai, Nguyễn Trãi dâng lên Lê Lợi tác phẩm gì? Thời gian bắt đầu. Và bây giờ hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn. Ba bạn Quốc Dương, Trọng Tính và Hồng Phúc đều chọn đáp án là Bình Ngô Đại Cáo. Bạn Nguyên Thoại thì chưa có đáp án. Đáp án của chúng tôi đó chính là Bình Ngô Sách. Vâng, các bạn thí sinh chưa có đáp án chính xác nên chưa ghi được điểm. Và sau đây là lượt lựa chọn câu hỏi dành cho bạn Nguyên Thoại. Em chọn, thưa chị, em chọn gói 30 điểm câu số 3. Em chọn gói 30 điểm câu số 3. Bạn chọn gói câu hỏi 30 điểm câu số 3. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực xã hội. Tên gọi Đảng Lao động Việt Nam chính thức có từ năm nào? Thời gian bắt đầu. Bây giờ là đáp án của các thí sinh. Quốc Dương với đáp án năm 1951, Trọng Tính năm 1956, Nguyên Thoại năm 1960 và Hồng Phúc năm 1954. Đã có một bạn có đáp án đúng, đó chính là năm 1951. Yeah! Xin chúc mừng Quốc Dương. Quốc Dương đã có đáp án đúng và ghi được điểm cho mình. Và bây giờ xin được mời bạn Hồng Phúc chọn câu hỏi. Chọn gói 20 điểm câu số 3. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm câu số 3. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đàn bandolin theo tiếng Việt gọi là đàn gì? Thời gian bắt đầu. Hết thời gian, sau đây là đáp án của các bạn. Quốc Dương với đáp án là đàn nhị, Trọng Tính với đáp án đàn măng, bạn Nguyên Thoại với đáp án là dương cầm và Hồng Phúc chọn đáp án đàn tranh. Đáp án của chúng tôi đó chính là băng cầm. Các bạn thí sinh chưa có đáp án đúng, hãy cùng cố gắng các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ngay giờ phút này thì chúng ta thấy số điểm của các bạn đã thay đổi rồi. Không biết ai sẽ là người chiến thắng ở cuộc thi cuối cùng này đây. Và bây giờ xin được mời lượt lựa chọn câu hỏi dành cho bạn Quốc Dương. Dạ chị, em chọn gói 10 điểm câu số 2. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm câu số 2. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đàn piano thuộc bộ gõ hay bộ dây? Thời gian bắt đầu. Thời gian bắt đầu.
Và bây giờ hãy cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều chọn cho mình đáp án đó là bộ gõ, và đáp án này hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bốn bạn đã có đáp án đúng. Và bây giờ là lượt lựa chọn câu hỏi dành cho bạn Trọng Tính. Em thưa chị, em chọn gói 20 điểm câu hỏi số 1. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm câu số 1. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực tự nhiên. Câu hỏi có nội dung như sau. Thay dấu chấm hỏi bằng số nào trong dãy số sau? 195, chấm hỏi 79, 68. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ là đáp án của các bạn. Quốc Dương với đáp án đó là số 43, Trọng Tính 86, Nguyên Thoại 66 và Hồng Phúc 87. Các bạn thí sinh thân mến, với dãy số này thì chúng ta thấy số sau sẽ bằng số trước lần lượt trừ đi 5, 7, 9, 11. Vậy thì số phải tìm đó là 88. Vâng, rất tiếc. Các bạn cổ động viên ơi, hãy cùng cổ vũ tinh thần cho các bạn thí sinh đi ạ. Và ngay sau đây là lượt lựa chọn câu hỏi dành cho bạn Nguyên Thoại. Chị, em chọn gói 10 điểm câu số 3. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm câu số 3. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực xã hội. Trong hành trình của Magellan, sau khi vượt qua cực nam của Nam Mỹ, ông tiến vào một đại dương và đã đặt tên là gì? Thời gian bắt đầu. Sau đây hãy cùng quan sát đáp án của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn thí sinh đều chọn cùng một đáp án, đó là Thái Bình Dương, và đáp án này hoàn toàn chính xác. Cả bốn bạn thí sinh đã có đáp án đúng. Và ngay sau đây hãy cùng đến với lượt lựa chọn cuối cùng dành cho bạn Hồng Phúc. Thưa chị, em chọn gói 30 điểm câu số 1. Bạn chọn gói câu hỏi 30 điểm và câu số 1. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Và Hương Giang cũng đã thấy ngôi sao hy vọng đặt trên bàn của bạn Hồng Phúc. Chúc cho bạn trả lời thật chính xác câu hỏi này. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung câu hỏi. Tên vận động viên vô địch giải quần vợt nữ Madrid Open năm 2012 đó là ai? Thời gian bắt đầu. Và bây giờ là đáp án của các bạn thí sinh. Bạn Trọng Tính, Nguyên Thoại và Hồng Phúc đều chưa có đáp án. Riêng bạn Quốc Dương với đáp án là Sharapova. Các bạn thí sinh thân mến, vận động viên vô địch giải quần vợt nữ Madrid Open 2012 đó chính là Serena Williams. Vâng, và đáp án của bạn Quốc Dương chưa chính xác.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang cũng đã khép lại. Và chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng ở cuộc thi Đường Đến Vinh Quang tuần thứ 3 của tháng thứ 8 năm học 2011-2012. Đó chính là bạn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với số điểm 105 điểm. Về nhì với số điểm 95 điểm, đó là bạn Trọng Tính đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí thứ 3, 45 điểm, đó là bạn Hồng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bến Tre. Và ở vị trí thứ 4, 20 điểm, bạn Nguyên Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hóa, tỉnh Long An. Một lần nữa thì Hương Giang xin được chúc mừng cho bạn Quốc Dương đến từ trường Trung học Phổ thông Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã giành chiến thắng ở cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ mời bốn bạn thí sinh cùng bước ra phía trước để nhận giải. Và bây giờ Hương Giang xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang, và trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang sẽ cùng lên sân khấu để trao thưởng cho các thí sinh. Trân trọng kính mời. Có bao điều mới lạ trên bầu trời tinh tu gần xa. Hãy vươn tay hành trình tri thức chúng ta, và hãy vươn tay bầu trời kiến thức bao la. Hãy vươn tay nhiều điều chưa biết. Bạn ơi vươn lên chiến thắng là đường đi đến vinh quang. Hãy vươn tay hành trình tri thức chúng ta, và hãy vươn tay bầu trời. Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Vé số Tiền Giang vì mục tiêu ít nước lợi nhà.